Bạn đã bao giờ thắc mắc năng lượng là gì, năng lượng đến từ đâu và nó sẽ đi đâu? Năng lượng có vô tận hay tái tạo được không? Tầm quan trọng của việc bảo tồn tài nguyên năng lượng. Thật may mắn, chúng tớ đã được cùng nhau tìm câu trả lời trong một dự án học tập vô cùng thú vị mang tên Hội nghị năng lượng và sự phát triển bền vững. Dự án đã trở thành cơ hội kết nối những kiến thức xoay quanh chủ đề năng lượng mà chúng tớ được học từ khối 9 đến khối 12, lồng ghép với xu hướng phát triển bền vững của thế giới ngày nay. Với chủ đề của hội nghị về vấn đề nguồn năng lượng không tái tạo hiện đang được sử dụng quá đà, gây mất cân bằng sinh thái và tạo ra những hiểm họa về môi trường, cuộc sống của con người trong tương lai, chúng tớ đã có những buổi thảo luận tích cực để đưa ra được các câu hỏi phản biện đắt giá. Bên cạnh việc học trên lớp, thì khi về nhà, chúng tớ tiếp tục mở rộng kiến thức cho mình nhờ sự trợ giúp đắc lực của công nghệ thông tin và mạng Internet. Với các tiện ích công nghệ hiện đại, chúng tớ đã tương tác hiệu quả với nhau ngay cả khi ở nhà để xây dựng được bài tham luận ấn tượng mang tới hội nghị. Thú vị hơn cả là các chuyến đi học thực tế, những trải nghiệm giúp chúng tớ củng cố lại kiến thức học tại lớp cũng như có thêm nhiều tư liệu sống động cho phần trình bày tham luận của mình tại hội nghị. Trước khi diễn ra hội nghị, các nhóm còn có cơ hội trình bày đề tài trước cả khối để rút kinh nghiệm và chỉnh sửa trước khi trình bày chính thức trong hội nghị. Nhóm ban tổ chức dự án cũng rất bận rộn với công tác chuẩn bị cho hội nghị. Tuy nhiên, ứng dụng công nghệ thông tin một cách linh hoạt đã giúp các bạn dễ dàng xử lý công việc. Từ tập hợp các tham luận, thiết kế kỷ yếu, banner, poster, standee, quay phim cho đến truyền thông cho hội nghị. Ngày hội thảo diễn ra với 5 tham luận được trình bày: bản chất và vai trò của năng lượng không tái tạo, an ninh năng lượng và chủ quyền biển đảo, phát triển bền vững, các giải pháp cho các vấn đề nêu trên. Với đầy đủ các thống kê về thực trạng khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên năng lượng trên thế giới cũng như tại Việt Nam, cùng với các giải pháp được đưa ra từ cấp độ hành động cá nhân cho đến cấp độ chính sách quản lý, luôn hướng tới mục tiêu phát triển bền vững đã giúp cho toàn bộ khách mời tham dự hội nghị đánh giá rất cao các bài trình bày. Rất nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận, phản biện nhau với tinh thần khoa học thực sự đã đánh dấu cho thành công của hội nghị lần này. Không chỉ là kiến thức thu nhận được, sau hội nghị, chúng tớ còn xuất bản được rất nhiều ấn phẩm phục vụ cho việc học tập sau này. Các công trình nghiên cứu về các nguồn năng lượng khác nhau, các thước phim ngắn về thực trạng khai thác và sử dụng năng lượng, các giải pháp hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Hơn cả thế, chúng tớ còn tạo ra những website, fanpage hay xuất bản những poster, tạp chí để chia sẻ kiến thức tới đông đảo cộng đồng. Sau khi thực hiện dự án này, có thay đổi hoàn toàn nhận thức của mình về năng lượng hạt nhân. Trước đây có lo nghĩ nó chỉ gây hại cho thế giới, nhưng giờ có đã biết nó có rất nhiều mặt tích cực hơn là tiêu cực. Tôi rất tự hào về những kết quả mà học sinh và giáo viên trường Olympia đã thực hiện được và rất bất ngờ với lại những khả năng ứng dụng công nghệ thông tin nhạy bén trong học tập và đặc biệt là những thông điệp ý nghĩa của dự án năng lượng và sự phát triển bền vững đã được lan tỏa trong học cộng đồng học sinh, giáo viên, phụ huynh và mạng xã hội. Giờ tôi đã biết được những băn khoăn và thắc mắc của mình. Tôi được biết dự án sẽ còn tiếp tục trong tương lai.